Xin chào các bạn nè, Phúc bên đây tự xúc ăn cơm luôn nè. Thấy không? Giỏi không? Mấy bữa đút ăn không chịu ăn, bữa nay bó cơm là tự xúc nè. Là nhờ có bơ lên trời nè, có bơ lên trời, bơ xúc ăn rồi nên mới chịu ăn nè. Bơ xoay mặt qua coi nè. Bơ ăn giỏi nè, bơ ăn nhiều không? Bơ ăn gần hết rồi nè. Phúc cũng ăn cũng gần hết rồi nè. Giỏi quá nè. Quá trời giỏi luôn. Rồi xúc ra, xúc ăn. Xúc gì mà cái muỗng ngã gì vậy Phúc? Cái muỗng ngã gì? Lụm mấy hộp cơm này lên nè để cho gà nó ăn nè. Hai đứa ngồi ăn rồi nha, để đưa bỏ cơm cho gà ăn nè. Phúc ăn gà ăn xong chưa? Bỏ gà ăn xong chưa? Để ông bà lấy mấy hộp cơm. Xúc đứng cái muỗng lên nha con. Xúc trứng này, xúc trứng này, còn miếng trứng này ăn vô cho hết luôn nè. Ba lụm mấy này cho gà ăn. Đây, đưa ta xúc ăn. Hết chưa? Còn miếng nào bơ, còn miếng này xúc cho sạch luôn nè. Bơ còn miếng lúc cho sạch luôn. Phúc ăn ngớm nè. Tự xúc ăn luôn. Bơ nè. Bơ ăn cho sạch sẽ luôn. Ăn cho sạch sẽ luôn rồi từ từ ra đi dưới Phúc nha. Phúc còn miếng nè. Còn miếng bảo đút cho nhanh nè. Ăn không bơ? Không, no rồi. Ăn tức bụng. Rồi, chào mọi người nha. Thấy Phúc bơ giỏi không? Phúc này giỏi không? Đó, tự xúc ăn luôn. Chuyện nó dở gì đâu dở ha. Giỏi tệ gì đấy.